liên quan đến việc Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOil đã ra văn bản số 3774 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có nội dung yêu cầu người lao động muốn làm thêm những công việc có nguy cơ nhiễm COVID-19 phải làm đơn xin nghỉ việc để xem xét, hỗ trợ một lần. Ngày 15 tháng 6, BVOil thông báo thu hồi văn bản số 3774 đã ban hành vào ngày 14 tháng 6. Với tinh thần và trách nhiệm vì người lao động, công ty mẹ cũng như tất cả các đơn vị thành viên trên toàn hệ thống BVOil luôn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Không có bất cứ người lao động nào của BVOil bị mất việc vì lý do COVID-19. Không những thế, BVOil còn luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quyền lợi đối với người lao động, đặc biệt là tiền lương thu nhập. Tuy vậy, Tổng Công ty Dầu Việt Nam cho rằng, thời gian gần đây có một số ít trường hợp người lao động của BVOil tham gia một số công việc làm thêm có tính chất rủi ro, phơi nhiễm dịch bệnh cao do phải tiếp xúc với nhiều người, đi lại liên tục nhiều nơi. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, BVOil cho rằng việc làm thêm nêu trên có thể tạo ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho chính bản thân người lao động, gia đình của mình cũng như đồng nghiệp, thậm chí có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Vì vậy, Tổng Công ty Dầu Việt Nam khuyến cáo người lao động cân nhắc một cách có trách nhiệm mọi hành động của cá nhân mình để bảo đảm sức khỏe bản thân, không làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đơn vị cũng như cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, góp phần cùng cả nước chống dịch thành công. Theo BVOil, trong văn bản số 3774 có sử dụng một số câu từ chưa phù hợp nên BVOil đã thu hồi văn bản nêu trên. Trước đó, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã ban hành văn bản về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Song điều số 2 của văn bản này khiến dư luận băn khoăn khi nêu rõ. Nếu người lao động thực sự có nhu cầu làm thêm các công việc có nguy cơ nhiễm bệnh COVID như shipper, bán hàng, taxi công nghệ, thì người lao động làm đơn xin nghỉ việc để Tổng Công ty, đơn vị xem xét hỗ trợ một lần theo quy định của pháp luật. Sau đó, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN, công ty mẹ của BVOil đã cho thu hồi văn bản và có nhắc nhở với BVOil. Còn vị lãnh đạo của BVOil cũng thừa nhận, nội dung được nêu trong văn bản có thể chưa được mềm mỏng, nhưng yêu cầu phòng chống dịch và cấp bách là cần thiết vì lợi ích chung của các tập thể.